Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, số lượng người mắc mới luôn ở mức 4 con số, số lượng bệnh nhân nặng cũng tăng cao, nhu cầu sử dụng oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng tăng theo. Bên cạnh đó, một số thông tin thiếu oxy y tế phục vụ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, số ca nhiễm còn tăng cao, Bộ Y tế đã thành lập nhiều đoàn công tác đến các doanh nghiệp sản xuất cung ứng oxy y tế để khảo sát, đánh giá về khả năng cung ứng oxy y tế cho nhu cầu chống dịch hiện nay. Qua khảo sát, Bộ Y tế đánh giá nguồn oxy y tế tại các doanh nghiệp cung ứng trong 18 điểm, bao gồm các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở y tế đang ở mức cao, dù quy mô sản xuất phải thu nhỏ lại theo phương châm 3 tại chỗ. Chúng ta có hoàn toàn có đủ tất cả các máy thở, các loại để cung cấp cho các cái khu vực điều trị. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì là có một số cái trào lưu là người dân đi mua những cái máy thở oxy cũng như là các cái bình thở oxy. Thực ra thì tất cả những cái thông tin mà trên mạng thì chúng ta cần phải có kiểm chứng. Ngay như chúng ta đang đi ở công ty Nippon Sanso đây và cũng đã vừa được nghe báo cáo thì là với cái năng lực sản xuất của họ như bây giờ thì hoàn toàn có thể đáp ứng được về cái công tác cung cấp oxy cho cái khu vực điều trị, đặc biệt là điều trị hồi sức cấp cứu. Trước lời kêu gọi đôn đốc tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế nhằm phục vụ công tác chống dịch của Bộ Y tế, các doanh nghiệp trong nước đã thành lập những hội nhóm chung để thông tin, san sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau nhằm đáp ứng tối đa năng lực sản xuất và cung ứng oxy đến các bệnh viện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn cần thao gỡ. Theo ông Nguyễn Trung Hoan, giám đốc kỹ thuật công ty Nippon Sanso, khu vực phía Nam công ty có 3 nhà máy và có thể sản xuất lên đến 310 tấn oxy lỏng một ngày, dung tích có thể chứa được lên tới 4.000 tấn. Trước tình hình dịch bệnh tăng cao, công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của Bộ Y tế, khoảng 153 tấn một ngày. Tổng cộng bên này cấp được 9 điểm trên 18 điểm. Nếu mà có cái yêu cầu thì bên này đáp ứng được trong thời gian là từ 10 cho đến 2 tuần. Cần cái sự hỗ trợ từ bộ cũng như là chính quyền địa phương ở Biên Hòa cũng như là các cái nơi mà nó có những cái trung tâm y tế cũng như bệnh viện, thì khi xe vận chuyển oxy vào những cái điểm đó thì phải được coi như là ưu tiên về mặt coi như là thủ tục giấy tờ. Phải có những cái bản xác nhận trước khi là cái việc mà mình đi giao hàng để cho cái thời gian mà mình sẽ vận chuyển oxy từ cái nhà máy cho đến cái bệnh viện đó, nó sẽ rút ngắn lại. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, để không đứt gãy nguồn cung, tạo điều kiện tối đa cho công tác phòng chống dịch của các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, kiểm tra và lên phương án vận chuyển dự trữ hợp lý, không để thiếu trong trường hợp dịch bùng phát.